Hello và chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Chùm Da Bơ Lắc của mình nha. Trên màn hình các bạn đây là những cờ Lionheart mình đã cập nhật lên phiên bản mới nhất rồi nha. Trong video hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt Hardwire và fix lỗi băng game khi vào Blocker Loot nhé. Nếu anh em thấy video mình hay thì nhớ cho mình một like và một sub để kênh mình mau đạt tới 10.000 sub nhé. Ok, bây giờ mình sẽ hướng dẫn anh em cài đặt Hardwire trước nha. Đầu tiên thì anh em hãy tải hai phần là Ginza Blocker Gungeon V3 và một cờ Lionheart anh em muốn xài nha, thì các phần cờ Lionheart này mình sẽ để ở phần bình luận. Bước 1, anh em cài đặt phần là Ginza Blocker Gungeon V3 về máy trước nha. Cài đặt xong rồi anh em mở lên và đăng nhập Ginza Blocker vào nhé. Đăng nhập rồi anh em thoát ra vào lại Sakaver nha. Bước 2, anh em cài đặt đề một trong các cờ Lionheart này lên phần Lagin nha. Mình sẽ cài đặt Chagan và Gungeon vì nó sẽ không cần viết kỳ. Cài đặt xong rồi anh em mở lên và cấp quyền cho ra Blocker nhé. Ok, bây giờ mình sẽ hướng dẫn fix lỗi băng game khi vào Blocker Loot nha. Anh em vào một tựa game bất kỳ để cho hack nó khởi động lên nha. Ok, sau khi vào game anh em đợi hack khởi động và hiện lên rồi anh em thoát ra vào Blocker Loot nhé. Ok, chúc anh em làm thành công nhà ba anh em. Link Seeker Zip này và các cờ Lionheart mình để ở bình luận hết nhé.